Xin chào các bạn, mình là Khánh Linh đây và đây tiếp tục là một bài viết trong series Cà phê một mình của tác giả Dương A Quy. Những bài học trường đời, phần 12, 18 cộng. Lưu ý là 18 cộng đấy, cho nên là các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe bài này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đôi lời tâm sự. Từ phần này mình sẽ không đặt số bài học nữa, mà sẽ chỉ theo từng phần, mỗi phần là một câu chuyện. Bởi trong một câu chuyện, có thể có nhiều bài học ẩn chứa trong đó, mỗi người lại có thể rút ra những bài học khác nhau khi đọc, do đó việc đánh số bài học là không cần thiết. Do thời tiết lạnh đột ngột nên mình cũng muốn viết một chủ đề giúp làm nóng người hơn, đó là tình dục. Không lan man tâm sự nữa nhé, viết thôi nào, đọc thì sẽ rõ. Khởi đầu. Lần đầu tiên tôi biết tới sex là lớp 9 qua một đĩa phim. Đó là một ấn tượng ngộp thở đối với tôi bởi những gì mà tôi tận mắt chứng kiến. Nó khiến cho người tôi căng cứng, mắt không rời khỏi màn hình với những hình ảnh chưa bao giờ được nhìn thấy, cứ như là một thế giới khác mà tôi mới nhận ra. Và đó cũng là lúc một con người khác trong tôi thức tỉnh. Gia đình tôi có bố làm cảnh sát, mẹ làm giáo viên, nên việc tôi hỏi về sex có lẽ là một thứ gì đó rất nghiêm trọng. Thậm chí đến khi tôi là sinh viên, bố tôi phát hiện ra trong ví tôi có bao cao su, còn mắng tôi. Bởi vậy tôi chẳng biết phải hỏi ai. Trường tôi thi thoảng có giờ học về giáo dục giới tính. Ấy nhưng mà họ chỉ dạy cách dùng bao cao su, cách tránh thai, việc có thai, lây bệnh qua đường tình dục, những hậu quả của nó. Chứ tuyệt nhiên không ai dạy khi quan hệ tình dục thì phải làm như thế nào. Khi ấy tôi chưa quan hệ tình dục bao giờ nên cũng chẳng quan tâm việc đó. Cái tôi quan tâm có lẽ là khi nào được quan hệ tình dục. Và nếu quan hệ tình dục thì mình sẽ làm như thế nào, cảm thấy ra sao nữa. Tôi hay lên mạng học qua Google, diễn đàn hay là những giáo trình của cô Thảo, thầy Kim. Thế hệ tôi thì tài liệu không nhiều, mà đứa này biết thì truyền tai cho đứa kia. Rồi có đứa thì rủ cả bọn đến nhà xem cùng, hay là mượn USB để tải về xem riêng. Nhưng mà việc có học mà không có hành thì cũng không phải là hiệu quả. Nó khiến tôi hiểu sai rất nhiều thứ, lo sợ rất nhiều thứ, mà đặc biệt là chỉ càng tò mò thêm mà thôi. Tôi bắt đầu biết thế nào là thủ dâm, trong đầu hay có những suy nghĩ về chuyện ấy, rồi mộng tinh. Những dấu hiệu rất thông thường ở lứa tuổi này, nhưng mà khi ấy đối với tôi thì nó là thứ gì đó đen tối, xấu xa và bậy bạ mà chỉ mình tôi biết, mình tôi giấu nó đi, chỉ chơi đùa trong đầu và với cơ thể mình mà thôi. Lần đầu làm chuyện ấy, người con gái đầu tiên tôi quan hệ tình dục không phải là người yêu tôi, mà là một người lạ mặt. Khi ấy tôi đã chia tay người yêu cũ, đang trong thời gian chán nản và bơ vơ. Tôi giận người yêu cũ vì chúng tôi chia tay mà chưa một lần quan hệ. Vậy nên tôi muốn thử cảm giác đó, muốn làm một bad boy, bất chấp mọi thứ để thỏa mãn bản thân. Tôi quen cô ấy trên mạng, nói chuyện về tình dục, cụ thể là chat sex, và thấy hợp, sau đó quyết định gặp nhau để làm thật, với mục đích là one night stand, tình một đêm. Nhưng lần đầu không như tôi tưởng tượng, việc hai cơ thể lần đầu tiếp xúc còn chưa hết bỡ ngỡ, chưa biết rõ thói quen, sở thích, đặc biệt là không có tình yêu, sự trân trọng khiến nó diễn ra theo cách mà tôi không ngờ tới. Nói thật là lần đầu của tôi không nổi 30 giây, tính từ khi lâm trận sau màn dạo đầu. Với tôi, đó là một sự tệ hại, không mong muốn mà không hiểu tại sao. Cái cảm xúc quá mãnh liệt khi lần đầu được quan hệ với một cô gái khiến cơ thể tôi không kiểm soát được. Tôi hầu như chỉ tập trung vào cái khoảnh khắc ấy. Vốn là một điều tối kỵ trong khi quan hệ tình dục, khi muốn tránh xuất tinh sớm. Cô ấy không cảm nhận được cảm giác quan hệ thực sự, còn tôi thì vội vã và thua trận quá sớm. Cô ấy không phải là lần đầu tiên quan hệ, cô ấy cũng thông cảm cho tôi khi đó là lần đầu tiên của tôi, nhưng kết quả vẫn là thất bại, nỗi ám ảnh đó đeo bám suốt một thời gian dài. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc thiếu hiểu biết về tình dục, thiếu kỹ năng cần thiết cho một lần quan hệ. Dù cho tôi có dùng bao cao su thì nó chỉ tránh nguy cơ mang thai thôi, chứ không tránh được sự thất bại trong việc quan hệ tình dục. Suốt một thời gian sau đó tôi bị ám ảnh bởi khái niệm xuất tinh sớm và yếu sinh lý. Khi mà người đàn ông không duy trì nổi quá một phút trong việc quan hệ tình dục hay là không đủ độ cứng cần thiết. Tôi lo sợ rằng việc thủ dâm trước đây khiến tôi bị xuất tinh sớm hay không, hay sức khỏe của mình không tốt, hay nghĩ và xem sách dẫn tới yếu sinh lý hay không. Câu hỏi đó thường dằn vặt tôi mà không biết phải trả lời sao nữa, tôi chẳng biết hỏi ai, đành quyết định tự mình đi tìm câu trả lời. Tìm hiểu một cách nghiêm túc và cẩn thận về chuyện ấy, đặc biệt là những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Khi tìm hiểu tôi rút ra một số điều như sau. Có một thuật ngữ được gọi là điện tích của người nam và người nữ, được mô tả ngay tại dương vật và âm đạo, đó là nam thì mang điện tích dương, nữ thì mang điện tích âm,
Việc quan hệ tình dục là việc trao đổi điện tích giữa hai người khác giới, giúp cân bằng điện tích. Khi ham muốn quá nhiều, điện tích quá nhiều thì người ta có xu hướng tìm người để quan hệ tình dục hoặc được xả bớt ra bằng cách thủ dâm. Vậy nên nhu cầu thủ dâm và nhu cầu quan hệ tình dục là hết sức bình thường, chẳng phải điều gì xấu xa cả về bản chất. Còn nếu thủ dâm quá nhiều hoặc quan hệ tình dục bừa bãi thì đó mới là xấu. Nếu điện tích ít mà bạn vẫn cứ thủ dâm, xả ra thì điện tích sẽ còn rất ít, khiến bạn sẽ có xu hướng 1. Dễ thỏa mãn bằng cách thủ dâm thay vì quan hệ thực sự. 2. Giảm khả năng quan hệ tình dục, dễ thỏa mãn hoặc yếu đi do điện tích không đủ để thăng hoa trong tình dục. 3. Nếu quá nhiều sẽ dẫn tới suy nhược, loãng tinh trùng mà xảy ra trong thời gian dài có thể gây vô sinh. Việc quan hệ tình dục ở người không đơn giản là chỉ để xả và duy trì nòi giống đơn thuần như các loài động vật khác, mà ở người hành vi này còn thể hiện tình yêu, một niềm hạnh phúc, một trong những tứ khoái giống như ăn, ngủ vậy. Do đó nó vừa là bản năng, vừa là một tinh hoa trong văn hóa loài người. Chúng ta không thể coi nó chỉ có một chiều là bản năng thuần túy được, mà phải chấp nhận cả chiều thứ hai của nó, đó là tính người trong hành vi quan hệ tình dục. Việc quan hệ tình dục không đơn thuần là để duy trì nòi giống theo bản năng, mà còn giúp cân bằng điện tích trong cơ thể. Điện tích là cái gì thì mình không nói cụ thể được, chỉ cảm giác nó như là hormone vậy. Việc cân bằng sẽ giúp con người phát triển tốt hơn, như là cây được tưới nước đều, được sống trong ánh sáng tự nhiên, cả về yếu tố tinh thần và thể chất. Do đó, chỉ khi được trao đổi điện tích thật sự thì mới gọi là quan hệ tình dục thực sự. Những hành vi trong quan hệ tình dục không phải hành vi nào cũng đáp ứng điều này. Cần sự cọ sát, cần sự truyền dịch. Khi đó những hành vi như hôn môi, hôn vào điểm nhạy cảm hoặc dùng dương vật chạm vào điểm nhạy cảm, xuất tinh vào trong cơ thể sẽ là các hành vi giúp trao và nhận diện tích. Còn khi thực hiện mà có sự ngăn chặn như là đeo bao cao su chẳng hạn hoặc hôn mà chạm vào quần áo chứ không phải là da thịt sẽ được hiểu là không phải quan hệ tình dục thực sự. Đây là quan điểm mình được một người lớn tuổi truyền lại, không phải đề tài khoa học nên mình sẽ không chắc chắn về tính đúng của nó. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy nó đúng nên muốn chia sẻ lại. Những điều đó giúp tôi điều chỉnh khá nhiều về suy nghĩ và hành vi của mình trong việc tìm kiếm đối tác quan hệ. Tôi không lựa chọn bừa bãi nữa mà muốn làm với người mình thực sự yêu thương. Tôi muốn cùng cô ấy thăng hoa trong tình dục để cảm nhận hết những điều tuyệt vời từ nó, chứ không phải là những thất bại, những hiểu nhầm hay phải lo sợ vì bất kỳ điều gì có liên quan tới nó. Những khoảng cách. Khi quyết định yêu em, là vợ tôi hiện giờ, nhân vật chính trong phần trước, tôi không hề nghĩ tới khoảng cách trong tình dục giữa hai người chúng tôi như thế nào. Tôi yêu em vì nụ cười của em, vì sự tươi mới, trẻ trung và hồn nhiên của em, vì tôi thực sự cần có em để làm mới lại cuộc đời mình. Nhưng mà tôi dần nhận ra, giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn vô cùng, không phải ở tuổi tác, mà chính vì quan niệm tình dục. Ngay từ nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, khi mà tôi định đưa lưỡi vào miệng em, thì em đã ngăn lại. Lúc ấy tôi cứ nghĩ có lẽ là cô ấy ngại trong nụ hôn đầu mà thôi. Nhưng những nụ hôn sau này vẫn vậy. Tôi hỏi em, sao em lại không thích anh dùng lưỡi? Cô ấy nói, em không thích điều đó, thấy ghê ghê. Tôi phải dừng hành động đó lại, cảm giác giống như là chân mình vừa bước hụt một bậc cầu thang vậy. Đối với tôi, nụ hôn có một ý nghĩa rất lớn. Khi hôn, tôi có cảm giác kích thích như thậm chí là còn hơn cả việc quan hệ. Tôi thích hôn và tôi cũng nhớ rất kỹ các nụ hôn của mình. Tôi thường nhớ về chúng, về cái cảm giác khi chạm môi, chạm lưỡi, chạm răng, về những hơi thở, những ánh mắt lúc nhắm lúc mở, rồi cả không gian xung quanh lúc hôn nhau nữa. Những điều ấy thật trong sáng và cũng thật kích thích. Ấy thế nhưng khi hôn người mình yêu, tôi chỉ được phép môi chạm môi với cô ấy mà thôi. Khi hôn bất kỳ chỗ nào khác, cô ấy cũng đẩy tôi ra mà nói, em nhột lắm, anh đừng hôn như thế. Không thấy ghê thì thấy nhột, kỳ vậy ta. Thế người nông dân biết phải làm sao bây giờ? Nếu hôn nhau mà chỉ môi chạm môi thôi thì tôi thấy chán lắm. Nó cứ như là hôn xã giao ấy, không diễn tả được hết những đam mê, thèm khát, cháy bỏng mãnh liệt trong người mình. Nếu là người khác thì tôi sẽ bảo, như thế là chưa biết hôn. Nhưng bây giờ tôi phải từ chỗ biết mà trở về chưa biết, thật khó lòng mà chịu được. Những tưởng chỉ có vấn đề trong việc hôn, bởi tôi thấy đúng là không có nhiều người thích việc dùng lưỡi khi hôn, thì vấn đề này càng nghiêm trọng hơn khi để đi xuống dưới. Để giữ cho bài này được giữ tính nghiêm túc thì tôi sẽ không đi quá sâu vào phần dưới mà chỉ nói tóm tắt như sau. Không blow, cả hai phía. Do đó, sure kèo là không có 69 hay là 96 gì ở đây hết. Ngoài ra thì còn không dirty, tức là nói chuyện với bạn bè thì cô ấy có thể nói tục rất tự nhiên, nhưng mà cứ lên giường là ngoan bất thường, còn tôi thì ngược lại hoàn toàn. Không ánh sáng, tắt đèn hoàn toàn và luôn kín nhất có thể bởi cô ấy ngại khi quan hệ mà nhìn vào cơ thể nhau.
Hay à, với một đống thứ như thế này thì quả là làm khó tôi lắm lắm luôn. Gần như 50% những thứ hay ho đã bị nói không mất rồi. Mọi thứ trở nên thật đơn giản nhưng mà không hề best với tôi. Simple is best chứ không phải là best. Nhưng tôi không thể vì điều đó mà chia tay cô ấy được. Bởi chúng tôi yêu nhau đâu phải vì điều đó. Tình dục chỉ đơn giản là sợi dây gắn kết giữa hai người yêu nhau thôi, không phải là yếu tố quyết định. Do đó, thời kỳ mới yêu, chúng tôi có sự xa cách khá lớn về điều này. Tôi không chịu thua, tôi quyết định sẽ tìm mọi cách để giúp hai đứa gần nhau hơn, giúp tìm ra sự hòa hợp trong tình dục. Bởi cứ nếu để tình trạng như thế này thì chắc chắn nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình yêu, ảnh hưởng tới phần đời còn lại của tôi. Nếu xác định sẽ cưới cô ấy, tôi muốn hai đứa hòa hợp nhau trong tình dục trước khi trở thành vợ chồng. Trò chơi kéo co. Quả thực quá trình hàn gắn của chúng tôi giống như là chơi kéo co vậy. Lúc tôi kéo mạnh thì cô ấy ngả về phía tôi một chút. Lúc tôi lại phải nhường bởi vì cô ấy kéo về phía kia. Vấn đề là không phải ai thắng trong trò chơi này mà tôi phải giữ được sợi dây và kéo cô ấy lại gần mình. Vậy thôi. Thay vì chủ động hôn cô ấy theo cách của mình, tôi bắt đầu bằng việc hôn cô ấy theo cách mà cô ấy muốn. Tôi hôn môi lâu hơn, rồi hỏi xem cô ấy muốn hôn chỗ nào nữa. Hay tôi cứ thử hỏi xem nếu hôn vào tai cô ấy có được không? Tôi luôn hỏi trước cô ấy xem mình định làm điều này, điều kia có được hay không. Khi cô ấy đồng ý thì tôi làm. Tất nhiên là không hỏi nhiều, bởi nó làm sao nhãng cảm xúc đi nhiều lắm. Tôi ghi nhớ những gì cô ấy đã đồng ý để lần sau cứ thế mà làm. Xen kẽ vào đó là thêm một chút để phá dần cái giới hạn ban đầu của cô ấy. Với nụ hôn, tôi hay đùa nghịch với hai bờ môi của cô ấy, để cô ấy không thể nào ngậm miệng mãi được. Thì thoảng hé miệng ra thì tôi đưa lưỡi vào. Hay đôi khi tôi cố tình lâu ngày không gặp cô ấy, để đến khi gặp hôn một cách mãnh liệt khiến cô ấy không thể ngăn được. Những thay đổi nho nhỏ dần khiến cô ấy dễ dàng hơn trong việc chia sẻ với tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin về chủ đề đó. Nếu ngại nói trực tiếp với nhau thì sẽ nhắn tin. Đôi khi những tin nhắn giữa đêm khuya thật có ích để tâm sự và không chịu bất kỳ áp lực nào, hoàn toàn theo cảm xúc tự nhiên lúc đó. Thỉnh thoảng khi quan hệ, tôi nói muốn mở một chút đèn ngủ để có một chút ánh sáng. Vì tối qua tôi không thấy gì, sợ lỡ tay làm đau cô ấy. Cái này là tôi giả vờ để có cớ mà thôi. Những lý do có vẻ logic đó cũng thuyết phục cô ấy đôi chút. Từ chỗ không một chút ánh sáng cho tới có đèn ngủ đã là cả một kỳ tích với tôi rồi. Rồi đôi khi tôi ngỏ ý là tôi thích thế này, thích thế kia. Tôi tỏ vẻ tiếc nuối khi không được như vậy. Nhưng bù lại tôi lại chiều chuộng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Có lẽ là cảm thấy như thế hơi bất công với tôi, nên cô ấy cũng có lúc phá lệ, chiều theo một số thứ mà cô ấy có thể làm được mà trước đó không làm. Khi cô ấy chiều theo thì tôi lại khen hết lời, nói thật hạnh phúc vì cô ấy đã làm như vậy. Chiều này quả thật là có hiệu quả, nó khiến cô ấy đi xa dần khỏi giới hạn mà trước đó nhất quyết cô ấy không chịu bước qua. Từ đó chúng tôi dần có những trải nghiệm tình dục theo ý muốn hơn, thoải mái hơn và không bị khó chịu nữa. Tất nhiên chúng tôi cũng có một quy ước là không quan hệ tình dục mà không đeo bao cao su cho tới khi cưới. Tôi đồng ý, nhưng không phải mọi lúc. Vẫn có những khi tôi muốn phá lệ, đòi hỏi, còn cô ấy thì nhất quyết nói không. Sự cứng rắn của cô ấy đôi lúc khiến tôi hơi khó chịu, nhưng chỉ là nhất thời thôi, bởi khi quan hệ tình dục xong thì tôi không khó chịu nữa. Tôi nhận thấy việc cô ấy cứng rắn là để tự bảo vệ mình trước đòi hỏi của tôi. Hóa ra lại là một điều tốt, bởi vì mối quan hệ này được an toàn, bởi vì chúng tôi còn nhiều khó khăn cần giải quyết, không thể có thai ngoài ý muốn được. Và trên hết, tôi cũng hài lòng vì những gì cô ấy đã cố gắng trong việc cải thiện chất lượng quan hệ rồi, không nhất thiết phải phá đi cái giới hạn kia nữa. Mọi sự việc nên có một giới hạn, người giữ được giới hạn trong hoàn cảnh khó khăn là người đáng quý. Đó là một trong những lý do nữa để tôi thêm yêu cô ấy hơn. Kết quả. Hiện tại, đời sống của vợ chồng tôi khá hòa hợp trong mọi việc, từ suy nghĩ về gia đình, nuôi dạy con cái, tiền bạc, công việc, tình dục, phát triển cá nhân, vân vân, nên tôi thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp. Tình dục chỉ là một khía cạnh trong đời sống vợ chồng thôi, nhưng nó là một yếu tố quan trọng. Nếu không được thỏa mãn thì sẽ khiến người ta luôn nghĩ về nó, day dứt và dằn vặt về nó. Nên việc hòa hợp trong tình dục là rất cần thiết trong các cặp đôi và đừng nên phá bỏ mọi giới hạn trước khi về cùng một nhà. Về yếu tố thời gian trong quan hệ, tôi đã có thể làm chủ được và không còn bị ảnh hưởng nhiều. Tôi nhận ra sai lầm lớn của mình trước đây và của xã hội hiện tại là đánh giá quá nhiều về kích thước thời gian chứ không đánh giá về cảm xúc. Cảm xúc là thứ thuộc về hai người và chỉ hai người biết mà thôi. Chuyện kích thước đôi khi gây hiểu nhầm rằng ai cũng thích to và dài. Oh no, vừa đủ thôi nhá, đặc biệt là những người phụ nữ nghĩ gì về nó. Nó có làm họ bị đau không? Nó có làm họ khó chịu không?
khi thay đổi một số tư thế ấy, có khiến họ bị tổn thương ở đâu không? Đó mới là điều quan trọng. Chuyện thời gian cũng vậy, đâu phải cứ lâu là tốt, tất nhiên nhanh quá thì không tốt rồi. Thời gian bao nhiêu cần đánh giá trên cảm xúc của đối phương. Nếu họ đang thèm muốn mà dừng lại thì là nhanh, nếu họ đã mệt mà làm tiếp thì sẽ khiến họ đau đớn khó chịu. Phải đo được cảm xúc của đối phương để điều chỉnh thời gian phù hợp. Và kỹ thuật điều chỉnh thời gian thực ra không khó như tôi đã nghĩ, đó là thứ có thể luyện tập được. Thứ nhất là rèn thể lực và sự thăng bằng, cơ hông và cơ đùi. Bởi quan hệ tình dục đòi hỏi khá nhiều thể lực của đàn ông và nhóm cơ hông, cơ đùi hoạt động nhiều. Nếu cơ hông các bạn có thể điều chỉnh tốc độ nhanh, chậm, mạnh, nhẹ theo ý muốn được. Cơ đùi giúp bạn không bị mỏi chân quá sớm, là điểm mấu chốt khiến nam giới khó cầm cự mà phải ra sớm hơn. Điều này sẽ giúp bạn nữ thời gian lâu hơn. Ngoài ra, việc thay đổi các tư thế đòi hỏi sự thăng bằng và phối hợp nhóm. Do đó bạn cần rèn luyện giữ thăng bằng cho tốt, tránh bị tai nạn ngoài ý muốn. Thứ hai là để ý cảm xúc và sự tập trung. Cảm xúc giống như nước và bạn là người lái thuyền, đừng để nước dâng quá nhanh, sóng quá mạnh hay nước chảy quá chậm. Việc duy trì cảm xúc ở một mức độ vừa phải sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chèo lái. Đừng quá tập trung vào phía dưới, mà bạn cần tập trung vào đôi tay, đôi môi, nhịp thở, ánh mắt để giữ con thuyền ổn định. Khi chèo thuyền, người ta nhìn theo hướng dòng nước ở xa, chứ không nhìn nước ở ngay dưới chân. Vậy nên, bạn cần nhìn xa để điều khiển hướng đi, chứ không phải loay hoay với vị trí hiện tại. Điều này đòi hỏi sự chủ động được luyện tập thường xuyên. Khi tập thể thao, bạn nên để ý hơi thở. Khi nóng giận, bạn nên để ý kiểm soát cơn giận. Khi buồn chán, bạn để ý những yếu tố giúp ngăn nỗi buồn. Có rất nhiều yếu tố giúp bạn kiểm soát cảm xúc trong đời sống. Hãy luyện tập nó để khi quan hệ tình dục thì áp dụng tương tự. Thứ ba là cần sự động viên khích lệ. Nếu bạn hay đối tác chỉ tập trung nghĩ về thời gian, coi đó là điểm mấu chốt thì cần suy nghĩ lại. Hãy động viên và khích lệ nhau trong từng hành động nhỏ diễn ra, từng cảm xúc nhận được, thay vì cố gắng kéo dài tối đa việc quan hệ. Bởi đâu có ai bắt bạn đóng phim đâu mà phải diễn cho lâu, hay đâu có ai biết người yêu bạn cảm xúc thế nào ngoài chính bạn. Vậy nên đừng để các yếu tố khác xen vào, đây là cuộc chơi của riêng hai người mà thôi. Và chơi cùng nhau thì hãy động viên khích lệ nhau, đừng để đối phương chán nản và bỏ cuộc. Về yếu tố lên đỉnh thì tôi không quá bận tâm với nó. Trước đây tôi cố gắng tìm cách đưa cô ấy lên đỉnh, nhưng hầu như phản ứng của cô ấy đều giống nhau, không quá khác biệt. Mãi đến khi cưới nhau hơn một năm thì mới có chút khác biệt, gần giống như lên đỉnh. Đó là khi quan hệ xong thì tê khắp người, đặc biệt là tê chân không đứng dậy ngay được. Nói vậy để biết dù có quan hệ tình dục nhiều năm rồi thì chưa chắc đã có thể giúp người phụ nữ lên đỉnh. Vấn đề này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau. Cô ấy phải được thoải mái trong tình dục, được là chính mình và không còn e ngại nữa. Bản thân sự e ngại của cô ấy đã ngăn cản cảm giác lên đỉnh. Dù cho kỹ thuật của đối tác có tốt đến mấy, dù thời gian quan hệ lâu và tốc độ nhanh mạnh cũng không giải quyết được vấn đề. Đó là vấn đề tâm lý, phải giải quyết bằng tâm lý. Cần sự cởi mở, chia sẻ, thông cảm, tự nhiên chứ không cưỡng ép, đòi hỏi được. Cách làm tình. Sự kích thích ở mỗi người rất khác nhau, liên quan tới vị trí, cường độ và sự kiên trì. Lúc đầu tôi không quá chú ý tới điều này, mà hay làm theo kinh nghiệm cũng như kiến thức lý thuyết của chị Google. Nhưng sau này tôi phải dẹp hết chúng đi, bởi vợ tôi đâu có thích như thế. Tôi phải hỏi, phải dò tìm, phải thử đi thử lại rất nhiều mới khám phá được những gì khiến cô ấy bị kích thích. Và dù đã kích thích những điểm đó thì phải rất lâu mới khiến cô ấy lên đỉnh. Chợt nhận ra việc lên đỉnh với cô ấy không phụ thuộc vào của quý mà ở bàn tay và miệng lưỡi bạn tình thì khái niệm về lên đỉnh của tôi đã khác đi nhiều lắm. Phải rất kiên trì và lắng nghe cô ấy, làm đi làm lại nhiều lần mới được. Vậy nên, cuối cùng, việc quan hệ tình dục cốt yếu để cả hai thoải mái và dễ chịu hơn, giảm bớt áp lực và bù đắp cho nhau, chứ không nhất thiết phải theo đuổi một mục đích hay là thể hiện điều gì. Có lẽ đó mới là điều tuyệt nhất mà quan hệ tình dục đem lại với tôi. Khi quan hệ tình dục và đậu thai, đó quả thực là tin vui và có một sự thiêng liêng nào đó. Đó là quả ngọt của một sự nỗ lực không hề nhỏ trong tình yêu, tình dục ở cả hai phía. Không nên quan hệ tình dục để lấy thành tích, không nên để đứa trẻ sinh ra mà là trái đắng của một cuộc tình không đi đến đâu. Mình thấy những chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Chí về chủ đề này rất hay và có nhiều điểm chung trong suy nghĩ của mình về vấn đề tình dục. Các bạn có thể tham khảo thêm nhé. PS, chủ đề tình dục mình muốn viết thành một bài riêng trong series. Trong bài sau, mình sẽ nói về chủ đề khác. To be continued, hết phần 12, 11 tháng 1 năm 2021. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!